Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta dùng Camtasia để làm một cái MV ca nhạc giống như MV Buồn Làm Chi Em Ơi của Hoài Lâm. Thì trước tiên thì chúng ta xem thử là cái video này nó làm như thế nào, sau đó thì chúng ta sẽ làm nhé. Để tránh bị cái bản quyền về âm thanh thì mình xin tắt tiếng nha, để cho các bạn xem cái cách làm cái video này như thế nào thôi. Đây, các bạn xem. Thì cái video này thì các bạn thấy là nó sẽ cần một cái hình nền như thế này. Sau đó thì nó cần một cái khung để hiển thị cái chữ ở đây nha. Và một cái thứ ba nữa là nó có một phần hiệu ứng. Thì các bạn xem qua phần hiệu ứng nha. Phần hiệu ứng rất là đẹp. Tuy nhiên là cái hiệu ứng này thì các bạn thấy là nó làm trên cái ứng dụng Premiere hoặc là After Effects cho nên rất là đẹp. Bên Camta của mình không dùng được cái không là không tạo được cái hiệu ứng như này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ dùng một cái mèo, một cái thủ thuật là ghép video để chúng ta tạo ra. Tuy nhiên là mình làm thì mình sẽ sáng tạo và nó sẽ không giống hoàn toàn ở đây được nha. Nó chỉ tương đối thôi. Đó. Thì như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bật Camtasia lên để chúng ta làm. Tuy nhiên trước đó thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình cái nguyên liệu. Đầu tiên là một cái hình, thì các bạn lên mạng và chúng ta search cái hình Hoài Lâm nha, hình Hoài Lâm. Các bạn thể search trực tiếp cái hình là Buồn Làm Chi Em Ơi thì nó sẽ ra được cái hình nó tương tự vậy. Đây, các bạn thể dùng cái từ khóa này nha. Sau đó thì các bạn qua phần hình ảnh nè. Qua phần hình ảnh để chúng ta tìm. Thì các bạn thấy là rất nhiều hình ảnh. Các bạn thể chọn cái hình ảnh mà nó không có chữ nha, để chúng ta làm. Hoặc là các bạn thể chọn cái hình ảnh nó có chữ luôn như thế này nè, để chúng ta làm cái nền cho cái video của chúng ta nha. Còn các bạn muốn không chữ thì chúng ta sẽ tìm ha, đưa xuống và tìm không chữ. Ví dụ như là tìm những cái hình như thế này, không có chữ nè. Đây này, mình xem nữa nè. Có cái nào không nhỉ? Đây, các bạn thấy là tìm những cái hình như thế này nha, hình thế này cũng được, hoặc hình như thế này để làm một cái hình đại diện nha. Ở đây thì mình đã chọn sẵn một cái hình rồi, thì lát nữa mình sẽ add vào. Một cái thứ hai nữa là cái nền nha, cái nền để mà viết chữ như thế này nha. Thì các bạn thể dùng cái từ khóa như thế này, cái từ khóa đây mình tìm một cái hình như thế này. Đây, các bạn thể dùng cái từ là tờ giấy bị cháy nâu này vân vân, hoặc là các bạn thể vào đúng cái này luôn nha, vào đúng đường dẫn của mình luôn này, để mà chúng ta lấy cái hình này về. Đấy. Và một cái phần thứ ba nữa là cái hiệu ứng. Hiệu ứng thì ở đây thì mình sẽ dùng một hiệu ứng có cái tên có tên gọi là hiệu ứng bom bóng nổ green screen nha. Mình sẽ dùng cái video này. Đấy, dĩ nhiên nó không có giống nha, nó không giống được cái video của Hoài Lâm. Tuy nhiên là nó sẽ tạo ra một cái video tương tự như vậy nha các bạn. Đây, rồi các bạn sẽ nhấp vào và tải về. Thì để tải được cái video này về thì các bạn sử dụng cái trình duyệt cốc cốc này. Trình duyệt cốc cốc thì các bạn copy đường link này, các bạn đưa qua nha. Copy đường link đưa qua thì cốc cốc nó sẽ hiện cái chỗ hiển thị download ở đây. Còn nếu các bạn sử dụng cái chương trình là download á, thì các bạn thể download được. Còn nếu các bạn không muốn cài phần mềm thì hãy dùng cái ứng dụng cốc cốc này nha. Đây, chúng ta chỉ cần là chép cái này nha. Chép này rồi các bạn mở cốc cốc lên. Đây, mình mở cốc cốc lên nha, mình thao tác chỉ cho các bạn từng cái chi tiết luôn để các bạn thể làm được nha. Nhiều bạn xem mà vẫn do cái trình độ máy tính đó, nó không được tốt lắm cho nên là không làm được. Do vậy mình làm chi tiết luôn thì nó hơi lâu một chút, các bạn chịu khó nha. Rồi các bạn mở trình duyệt cốc cốc và dán đường dẫn lên như thế này. Hãy đợi nó chạy xong thì nó sẽ có cái mục download thì chúng ta nhấp ra về mà thôi. Đây, nó sẽ có chữ tải xuống đây, thì các bạn sẽ tải xuống và dùng thôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bật Camtasia lên để chúng ta cùng làm cái thao tác nha các bạn. Đây, mình sẽ bật Camtasia lên như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ add những cái thành phần đó vào. Các bạn sẽ nhấp vào cái nút cộng nha, ở thẻ tab Media này. Chúng ta nhấp vào dấu cộng. Rồi chúng ta chọn Import Media và import những thành phần vào. Ở đây thì mình sẽ làm một đưa cái Hoài Lâm đúng không? Rồi cái hiệu ứng nè. Rồi cái hình giấy nha, ba cái thành phần. Ngoài ra là khi mà các bạn làm MV này là các bạn cần thêm một file MP3 của cái bài hát này nữa nha. Thì cái file MP3 thì nó cũng dễ thôi nha. Buồn Làm Chi Em Ơi ha. Các bạn ấn là MP3 nha. Đó, các bạn qua mục tất cả này. Là chúng ta sẽ lên cái trang nhạc của tôi hoặc là đây nè, lên trang nhạc của tôi nè, hoặc là trang Zin nè, tải về nha. Cái nào cũng được các bạn. Các bạn nên lên trang Zin, thì vì lên trang Zin thì nó có cả cái lời nha.
nó có cả cái lời nữa, thì chúng ta sẽ có luôn cái phần lời, chúng ta khỏi với mất công chúng ta đánh lại nha. Các bạn nhấp vào ha, nhấp vào và chúng ta sẽ tải về. Đó, tải về thôi, rất là đơn giản ha, tải về. Ở đây thì mình không có lấy cái phần nhạc, tại vì sao các bạn? Tại vì nó sẽ liên quan đến cái phần bản quyền, do vậy mình không ấy được. Các bạn cứ nhấp vào đúng cái bài, chúng ta sẽ có một tải xuống này. Rồi, cái phần lời thì các bạn nhớ ha, có thể là lên đây đánh riêng cũng được nha. Lên đánh riêng được, buồn làm chi em ơi, và các bạn dùng cái từ khóa là lyric thì nó sẽ có phần lời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa cái hình nền chúng ta xuống nhé, như thế này, đưa hình nền xuống đó. Thì cái video nó dài bao nhiêu thì các bạn kéo hình nền nó dài bao nhiêu. Ví dụ như là cái bài hát nó dài trong vòng 3 phút đi, thì các bạn kéo trong vòng 3 phút. Ở đây thì mình làm demo cho nên mình sẽ để khoảng tầm 40 giây thôi các bạn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái phần thứ hai là đưa cái phần cái nền để đánh chữ nha. Chúng ta đưa nó xuống như thế này đó. Thì cái hình dáng như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một chút bằng cách là chúng ta sẽ xoay như thế này. Đó, các bạn sẽ xoay đầu nào cũng được nha, lấy cái đầu nào mà nó nhiều để mà đánh lời nha. Hay các bạn cứ xoay như thế này đó, chúng ta cứ tiếp tục xoay thôi, không có vấn đề gì cả nha, xoay cho nó thẳng lại thôi. Rồi, giờ chúng ta kéo to nó ra một chút như thế này đó. Và các bạn nên nhớ cái thứ tự ha, nó phải nằm trên cái nền ha, thì nó mới đè lên được như này đó. Các bạn muốn chữ to thì các bạn có thể là để cao lên chút, còn chữ nhỏ thì các bạn sẽ kéo xuống như này đó, được chưa? Chúng ta làm cho nó tầm hai dòng thôi, giống như là cái video demo, ví giống như cái video của Hoài Lâm đấy, đúng là chúng ta cũng kéo dài như này. Rồi, là chúng ta được hai thành phần rồi. Bây giờ cái bài nhạc thì ở đây thì mình không có đưa nhạc vào nha, bài nhạc thì nó liên quan đến bản quyền, thì mình sẽ ví dụ mình đưa một cái bản nhạc khác nha, một bản nhạc miễn phí chứ không phải là cái bản nhạc của Buồn Làm Chi Em Ơi, để tránh cái vấn đề bản quyền các bạn nha. Mình sẽ đưa một cái bản nhạc này đi chẳng hạn, đi đưa bản nhạc này vô đi đấy. Rồi chúng ta sẽ đưa nhạc xuống như thế này đấy, đưa nhạc xuống nè đó. Thì cái nhạc nó dài bao nhiêu thì chúng ta sẽ kéo cái nội dung ha, nội dung cái chữ nè, và cái này nó dài bao nhiêu nha. Ở đây thì mình bây giờ mình ví dụ mặc định nó chỉ dài bao nhiêu đây thôi nha, đó cho nó bằng nha, bằng cái thông tin đó. Rồi. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh chữ vào. Thì cái phần đánh chữ này thì các bạn phải canh theo cái lời nhạc nha, lời nhạc. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cách làm thôi, chứ còn cái phần canh đó thì các bạn tự canh nha. Rồi, để đánh chữ vào thì chúng ta sẽ vào cái mục là annotation nè. Đấy, chúng ta chọn cái chữ nè. Các bạn chọn những cái dạng chữ mà nó không có cái nền nha, không có cái nền như cái này. Rồi, cái nào cũng được nha, cái này cũng được và cái này cũng được. Bây giờ thì mình kéo mình thả qua nha, như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ canh cho nó bằng. À, bằng cái khung hình nha, và kéo nó nhỏ lại. Ở đây thì cái chữ nó nhỏ thôi, do vậy mà các bạn có thể là kéo cái chữ nó nhỏ thôi như thế này. Rồi, thì các bạn phải canh nha, các bạn phải canh cho nó khớp với cái lời nha. Ở đây thì mình demo, mình không có ngồi canh thực tế nha, rất là lâu và nó sẽ vi phạm bản quyền nếu mình bật cái tiếng nhạc lên nha, nó rất dễ bị bắt bản quyền nha. Rồi bây giờ mình sẽ copy lời qua nha, copy lời đó. Thì các bạn vào đây. Ở cái phần bài Buồn Làm Chi Em Ơi này thì một cái dòng này, một cái dòng thế này thì được canh làm hai nha. Đây, ví dụ cho các bạn xem nha. Bây giờ mình copy nguyên cái này như thế này đó, rồi bắt đầu mình sẽ đưa xuống nha, mình sẽ dán vào đây. Đây, mình sẽ dán vào đây. Với Camtasia thì nếu cái phong máy của bạn bị lỗi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phong Arial nha. Phong đó thì máy nào nó cũng được hết, không bị lỗi nha các bạn nha. Chúng ta nhấp vào đây nè, đổi lại cái phong cho nó. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái phong Arial này nha, và các bạn có thể chọn cái cỡ chữ là đậm nha, cho nó rõ nha. Về cái màu chữ thì đây mình sẽ chỉnh lại cái cỡ chữ trước đã nha, nó tầm này, các bạn muốn cỡ này đi nha, cỡ này. Rồi, mình sẽ tách nó ra làm hai. Đấy, tách ra làm hai như thế này, các bạn enter xuống như thế này đó, thì nó sẽ đẹp nha, và nó sẽ giống như phiên bản demo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn thay đổi màu chữ ở đây, nhấp vào đây, và chúng ta có thể là chọn màu chữ cho nó nha. Video mẫu thì nó làm chữ màu vàng, tuy nhiên các bạn có thể làm chữ màu trắng như thế này thì nó nhìn nó vẫn đẹp và vẫn rõ nha.
cái phông thì các bạn nó để phông này là được nha, nó tùy vào cái khung khung nền phía sau thì chúng ta sẽ chọn cái phông. Rồi ở cái video demo thì các bạn thấy nè, mình sẽ bật lên cho các bạn xem ha. Đây nó sẽ hiển thị một dòng chữ đầu tiên nha, sau đó thì một dòng chữ nó sẽ tiếp tục ở dưới đó, các bạn thấy nè, thấy chưa? Và cứ như thế thì nó rất là đều nha, nó rất là đều, nó không bị lệch đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm cái dòng chữ như vậy luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại Camtasia. Ở đây chúng ta đang có hai dòng đúng không, thì các bạn sẽ copy nha, các bạn sẽ copy thêm một cái nữa đó, các bạn sẽ dán ra như thế này. Rồi chúng ta sẽ để nó hơi lệch với nhau một chút như thế này nha, hơi lệch một chút như thế này. Rồi cái phần khớp chữ, khớp tiếng với khớp lời thì các bạn canh nha. Rồi bây giờ ở cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ xóa cái dòng sâu đi, như này chúng ta sẽ xóa vòng dòng sâu đi như thế này. Nhưng mà các bạn nên nhớ chúng ta chỉ xóa và để vậy, nó không để cho cái chữ chỗ này nó rớt xuống nha, có nghĩa là các bạn vẫn để con nháy chuột nó ở trên này. Rồi ở cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ xóa ở cái dòng trên đúng không, thế dòng trên, và chúng ta cũng không làm cho cái chữ này nó nhảy lên trên nha, vẫn để như này đó. Rồi các bạn để nó như này nha. Rồi các bạn thấy ha, đây. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa những cái phần chữ vào nha, đưa phần chữ vào và làm như cách như vậy để cho cái chữ nó đều nhau, hai dòng khác nhau nè, các bạn thấy ha, hai dòng khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa hiệu ứng vào, chúng ta sẽ đưa hiệu ứng vào. Để đưa hiệu ứng với dòng chữ vào thì chúng ta sẽ vào cái thanh behavior này, và để cho nó gần tương tự như là cái video của Hoài Lâm thì các bạn thể chọn cái hiệu ứng chữ như này đó, hiệu ứng chữ như này, chúng ta sẽ kéo và thả xuống nha. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn sáng tạo thì chúng ta thấy là trong Camtasia có rất nhiều cách hiển thị chữ khác nhau nha, không nhất thiết chúng ta phải làm giống y như vậy nha. Chúng ta sử dụng những cái hiệu ứng này là nó đã đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ xem thử nha. Đó, các bạn thấy chưa? Tuy nhiên để hai dòng chữ mà nó lồng lên nhau và nó mất dần dần thì chúng ta thấy là khi mà các bạn làm vậy rồi thì chúng ta sẽ đưa nó lên, đưa lên giống như cái lúc nãy mình nói đó nha, đưa lên như thế này. Rồi các bạn xem lại nó sẽ khác biệt nè. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Đó các bạn thấy ha, nó sẽ cái dòng đầu nó sẽ mất rồi dòng sau nó sẽ mất đi. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái dòng tiếp theo. Thì khi mà các bạn làm được một cái dòng rồi thì chúng ta chỉ cần copy cái này thôi. Chúng ta sẽ copy như thế này. Đó. Copy chúng ta dán ra này. Đó. Được chưa? À, dán ra và chúng ta sẽ copy, hoặc là các bạn đánh cái lời mới vào nha, đánh cái lời mới vào đây, hoặc chúng ta copy bên cái phần mà lúc nãy mình có hướng dẫn cho các bạn đó, chúng ta kiếm lời chúng ta dán qua. Như thế thì các bạn nhớ nè, cái này lúc nào nó cũng có hai dòng nha, một cái dòng dưới nè, một cái dòng dưới nha, và cái dòng dưới thì lúc nào nó cũng có hai dòng luôn. Nè các bạn để ý nè. Đây, chúng ta làm cho nó giống nhé. Đây, lúc nào nó cũng có hai dòng và một cái dòng trên nè. Nếu các bạn xóa như thế này thì nó sẽ xấu đi nha. Đó, nó sẽ xấu đi, hai cái dòng nó sẽ đè lên nhau nha. Các bạn nhớ cho mình cái chỗ này nha, hai dòng. Đó, khi các bạn làm hai dòng, bạn xóa dòng đầu lên nhưng mà vẫn để lại cái dòng đầu nha, chứ không có thể xóa hết lên. Đấy. Đấy các bạn nhớ cho mình. Như vậy thì chúng ta sẽ lồng lên như thế này nha, lồng lên như thế này thì khi mà nó vừa hết cái lời 1 này, lời 1 chuẩn bị nó biến đi thì lời 2 xuất hiện. Rồi lời 1 nó mất đi thì còn lời 2, và sau đó thì lời 2 nó cũng sẽ mất đi như thế này. Đó, các bạn nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng fade nha, hoặc là cái gì hiệu ứng khác cũng được nếu các bạn muốn sáng tạo. Và cái việc mấu chốt của này là chúng ta làm cho lời và bài nhạc nó khít vào nhau là chúng ta ổn nha. Như vậy thì để minh họa thì mình sẽ copy một vài cái nữa nha, cho nó khỏi mất thời gian của các bạn nha. Trong quá trình làm thực tế thì các bạn phải làm nha. Rồi mình copy như thế này. Đó, mình sẽ đưa nó xuống. Đó, nó sẽ rất gần nhất rồi đó. À, bây giờ cái công đoạn cuối cùng là chúng ta đưa cái hiệu ứng vào nữa, đúng không? Chúng ta còn có phần hiệu ứng nữa, chúng ta sẽ vào cái tab media và đây là cái hiệu ứng của chúng ta nè, các bạn sẽ đưa nó xuống nha, đưa nó xuống. Rồi, thì mình sẽ kéo cho nó đúng như cái khung của video của mình luôn đó, như này. Rồi các bạn xem thử cái hiệu ứng của video nha. Đây, mình bỏ cái nhạc đi cho nó khỏi ồn nha. Rồi, xóa những cái chất trống đi. Rồi các bạn xem thử nè. Đó, đây là những cái hiệu ứng ha. Khi bạn ghép vào video nó cũng rất là đẹp. Thấy chưa? Thì bây giờ cái mấu chốt là mình sẽ
lấy những cái đoạn cần thôi. Thì có những cái đoạn này là những đoạn có nè bạn, trong cái video mình tải về đó nó sẽ có những cái đoạn quảng cáo, thì chúng ta tắt đi nha, chúng ta xóa bỏ đi. Đây ví dụ những cái đoạn quảng cáo nè, thì để tắt bỏ đi thì chúng ta sẽ cắt nó, chúng ta bỏ thôi. À, chúng bạn nhấp tới cái đoạn mà chúng ta cần bỏ nha, chúng ta nhấp vào đây nè, tách nó ra đó, rồi chúng ta tìm cái đoạn mà nó quảng cáo ở giữa đó, chúng ta tách bỏ ra đi thôi đó, chúng ta tách ra đi và chúng ta xóa nó lên như thế này, chúng ta delete nó đi, nhấp phải nha, chọn delete, được chưa? Rồi chúng ta lại kéo lại đó, thì các bạn phải tìm thôi, coi thôi. À, ví dụ như cái đoạn này quảng cáo này mình lại cắt bỏ đi nha. Rồi xóa đi. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào cái khâu xử lý nha, khâu xử lý ở cái đoạn này. Thì với những cái video phong xanh như thế này thì một cái kinh nghiệm làm là chúng ta đừng có cắt bỏ đi những cái đoạn như mình vừa làm, mà chúng ta xóa phong trước rồi sau này chúng ta cắt biên tập sau nha. Đó thì làm cách nào cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cái để nguyên thì mình sẽ làm nhanh hơn. Tại vì nó mới đỡ mất cái thời gian mà các bạn đi xóa phong. Chúng ta sẽ đưa cái hiệu ứng này vào như thế nào, chúng ta xóa phong như thế nào, thì các bạn sẽ vào cái mục More và chúng ta sẽ vào cái mục là Visual Effect như thế này, thì nó sẽ có một cái chức năng có cái tên gọi là Remove Color nha. Các bạn sẽ kéo và chúng ta thả xuống cái video, cái MV mà các bạn muốn xóa phong đó, MV xanh này này đó, được chưa? Sau đó thì các bạn nhìn bên phải cho mình, nó có mục là Remove Color, thì hiện nay nó đang chọn cái màu này, màu này. Thì với cái màu thì các bạn thể chọn mặc định ở đây, nếu nó là một cái vô phong trắng hoặc phong đen thì các bạn thể chọn trực tiếp đây. Còn nếu các bạn không biết chắc nó là cái màu gì thì chúng ta có một cái công cụ là chọn màu ở đây, các bạn sẽ nhấp chuột trái vào, sau đó thì các bạn nhấp qua bên này. Ở cái màn hình này thì nếu cái màu nào nó chiếm đa số thì chúng ta sẽ nhấp vào, ví dụ như ở đây thì cái màu xanh, nhưng mà màu xanh lợt này nó chiếm đa số thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì các bạn thấy là cái màu chiếm đa số sẽ bị xóa đi, tuy nhiên là còn một số cái màu mà nó chiếm số ít nè, nó vẫn còn hiển thị đây, thì các bạn sẽ tăng cái thông số này lên tùy vào từng cái MV cụ thể. Các bạn thấy khi mình tăng lên thì cái màu xanh đây nó mất đi nè, còn khi mình kéo xuống nè, các bạn thấy chưa, thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái thông số này lên đó, cho nó mất như thế này. Và cái bước thứ hai nữa là ở cái mục soft net này, các bạn thể tăng lên một chút để khi mà nó có cái phông xanh thì nó làm mềm đi và nó làm giống như thật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái video chúng ta nha. Đó, thì cái video này nó có tiếng nè. À, có tiếng thì các bạn có thể bỏ tiếng đi nha, bỏ tiếng đi thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào video như thế này, sau đó thì các bạn sẽ nhìn lên đây, nó có một cái loa này, chúng ta nhấp vào đây, và khi mà các bạn nhấp vào rồi á thì dưới này nó sẽ có một cái gạch nha, cái gạch như thế này thì chúng ta sẽ kéo bỏ tiếng như thế này. À, mình làm lại nha, đó, chọn cái này thì nó sẽ có cái thanh để kéo bỏ tiếng ở đây nha, mình kéo bỏ tiếng đi. Rồi ví dụ nha, bây giờ mình sẽ bật lên nè. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Đó, nên như vậy thì các bạn khớp tiếng vào. Đây các bạn thấy là đây là cái hiệu ứng của nó, thấy không? Thì nó cũng sẽ lồng cái hiệu ứng vào, thì nó sẽ giúp cho cái video của bạn nó sẽ rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đó, thì các bạn có thể xem qua một cái đoạn thử nha. Đó. Thấy chưa? À, nó không có giống hiệu ứng của video kia, nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra một cái MV rất là đặc biệt, các bạn thấy ha. Thì cái phần mà cái những cái hiệu ứng này thì nó do các bạn chọn nha, nó do các bạn chọn, do vậy mà các bạn có thể chọn cái hiệu ứng nào cho nó phù hợp. Và như mình đã nói đó, các bạn nên tách màu trước rồi hẳn cắt video ra, tại vì sao? Lúc nãy mình đã làm chỗ này rồi đúng không, nhưng mà qua bên này nè mình phải đi làm lại nè, đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải tách màu cả nguyên cả video này trước nha, rồi sau đó thì các bạn nên cắt nó ra, còn không thì các bạn sẽ phải làm nhiều lần rất mất thời gian. Thì bây giờ mình làm lại một lần nữa cho nhanh nha, kéo xuống đúng chưa, rồi tăng thông số này lên. À, có thể chọn màu ở đây đó, nhấp vào đó, rồi tăng thông số lên một chút cho nó mất đi đó, tăng cái shop này lên một chút đó, thì các bạn xem tiếp nha. Đó, nó cũng rất hay đúng không, nó mà thêm nhạc và thêm chữ vào nữa thì nó rất là đẹp các bạn, chắc chắn luôn nha. Thì đây là cái cách để giúp cho các bạn thể làm được cái MV giống như MV Buồn Làm Chi Em Ơi của Hoài Lâm, với một phiên bản đặc biệt của riêng các bạn, không giống ai cả. Như vậy thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm video, và các bạn thể ứng dụng cái cách này để làm rất nhiều cái MV khác nhau nữa, rất là hay, rất là đẹp, độc lạ, và nó sẽ phù hợp. Thì cái đối với những cái video nhạc như thế này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm những sự kiện nha, làm với những sự kiện, có thể là họp lớp, họp nhóm, tổ chức một sự kiện nào đó,
chứ không phải là để các bạn làm để kiếm tiền với YouTube nha. Tại vì khi mà những cái lời, những cái âm thanh này mà đưa lên YouTube là nó sẽ bị bắt bản quyền ngay các bạn, bắt bản quyền ngay. Do vậy mà lúc này từ đầu đến video đến giờ mình không dám bật cái đó lên nha, không dám bật lên dù chỉ là 3 giây 5 giây, tại vì nó sẽ bắt bản quyền liền và nó sẽ có thể ảnh hưởng đến kênh của bạn nếu mà các bạn vi phạm nhiều lần nha. Như vậy thì mình vừa hướng dẫn xong và hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng nó để làm được những cái MV cho cái những cái mục đích mà các bạn mong muốn. Và nhớ nè, tránh kiếm tiền với YouTube với những MV như thế này nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.